Xin chào tất cả các bạn. Nếu các bạn là một nhiếp ảnh gia, chắc chắn một lúc nào đó các bạn phải bay tới bay lui, vì phương tiện máy bay sẽ là một cái phương tiện di chuyển nhanh nhất cho cái công việc của mình. Vì vậy, trong video clip ngày hôm nay, Danny sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình về cái việc đóng gói nè, làm sao vận chuyển bay máy bay với các thiết bị của mình. Nào, chúng ta hãy bắt đầu video clip ngày hôm nay nha. Cảm ơn các bạn đã quay lại với channel của Danny. Nếu như đây là lần đầu tiên bạn tới với channel thì hãy giúp Danny like và sub channel nhé, để có Danny có nhiều động lực hơn để chia sẻ những cái video clip rất là hấp dẫn về nhiếp ảnh. Và các bạn có những cái ý kiến nào về cái việc mà các chủ đề mà Danny cần làm thì đừng quên comment bên dưới ha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta hãy bắt đầu với cái video clip của ngày hôm nay. Có thể nói phương tiện máy bay là phương tiện vận chuyển nhanh nhất tại thời điểm này. Vài bữa thì có thể là tên lửa để bắn lên trăng sao gì đó. Thì hiện tại thời điểm này, cách mà chúng ta có thể di chuyển đi lại trong cái quá trình làm việc thì thật sự chỉ có máy bay thôi. Chắc chắn tất cả các bạn là thường xuyên phải gặp một cái vấn đề, đó là đặt ra câu hỏi là làm sao tôi có thể di chuyển phương tiện máy bay và với những cái thiết bị của mình đây, những thiết bị rất là đắt tiền và giá trị là con cưng của mình ha. Thì video clip ngày hôm nay Danny sẽ chia sẻ những cái vấn đề đó. Danny đã may mắn ha, được người ta book show đi khách quốc tế cũng như quốc nội rất là nhiều, cho nên là đã có rất là nhiều kinh nghiệm trong cái việc đóng gói hàng hóa cũng như làm sao để thiết bị mình có mặt đúng thời điểm để mà đảm bảo cái công việc của mình. Vì khách trả tiền, khách chỉ trả tiền cho cái công việc của mình thôi, họ không có biết rằng là để đến được cái địa điểm đó và để hoàn tất công việc nó còn rất là nhiều vấn đề xoay quanh cái việc chụp hình rất là nhiều đó. Làm sao để có thiết bị là một cái câu hỏi đặt ra lớn nhất. Vậy thì khi đi máy bay có hai loại hành lý các bạn có được vận chuyển, có hai loại hành lý máy bay sẽ giúp các bạn vận chuyển, đó là hành lý ký gửi và hành lý xách tay. Và bây giờ mình sẽ nói đến hành lý xách tay trước nhé. Hành lý xách tay thường chúng ta, tất cả mặc định của tất cả các hãng đều có chỉ có là 7kg thôi. Một số hãng có thể có nhiều hơn, ví dụ như Vietnam Airlines sắp tới sẽ cho các bạn là 12kg xách tay. Điều đó hoàn quá là tuyệt vời. Tuy nhiên, tùy thôi, chứ không phải lúc nào chúng ta có thể bay được Vietnam Airlines. Và khi ra nước ngoài, và đặc biệt ở nước ngoài nữa, cái việc nó còn khó khăn hơn rất là nhiều. Và tại sao cái hành lý xách tay của chúng ta chỉ có được 7kg? 7kg nghe thì rất là nhiều mà cũng rất là ít cho với những ai chụp hình. Đa số chúng ta khi mà đóng gói hành lý của mình để đi những cái chớp ngoài thì chắc chắn sẽ vượt qua 7kg thôi. Nhưng mà tại sao các hãng lại quy định 7kg? Tại sao 7kg có từ ở đâu? Thì thật ra cái 7kg này đó là nói đến cái vấn đề an toàn khi bay. Người ta có hẳn cả những cái kích thước tiêu chuẩn để các bạn có thể đem lên máy bay, là vì những cái hộc ở trên nóc máy bay á, chỉ chứa vừa những cái kích thước đó, mà nhiều khi những cái vali nhỏ hơn không thể nào chứa được những vali quá lớn như cái vali Danny có ở đây. Mặc dù đây là được vali được thiết kế và quảng cáo là để sử dụng để đem máy chụp hình lên máy bay, tuy nhiên ngay cả cái sản phẩm bán ra họ cũng khuyến cáo chỉ là trên những chuyến máy bay lớn thôi. Thì có những chuyến máy bay sẽ không có vừa được cái kích thước này. Đó là cái kích thước ha. Vì chắc chắn luôn cái vali này các bạn có thể tồ nó lên gần đến 30kg không có vấn đề gì hết. Tuy nhiên kích thước không vừa với lại cái hộc và khoang hành lý xách tay. Và cũng như khi mà cái hành lý đó nặng quá thì đó đi đến một cái vấn đề là an toàn bay. Có thể trong suốt chuyến bay sẽ không có vấn đề gì, nhưng mà khi nguy hiểm nhất đó là cái việc khi máy bay dừng lại và mọi người mở cái hộc máy bay ra, nếu như thiết bị chúng ta quá nặng và lỡ không may nó rớt xuống và nó rớt xuống đầu một người nào đó thì cái đó rất là nguy hiểm đến tính mạng của cái hành khách ngồi bên dưới. Cho nên các hãng rất là khuyến cáo trong cái việc là các bạn không nên cầm quá 7kg. Thật sự mà nói, ví dụ như Danny khi đến có những cái chớp phải bay
và mình phải tính toán rất là kỹ cái thời gian mà tính toán chuẩn bị đóng gói, nó còn tốn kém hơn cả cái thời gian chụp hình đó các bạn. Thì có nhiều cách để mình bắt đầu, mình phải ngồi xuống mình suy nghĩ coi như là tổng cái trọng lượng thực tế mình cần ôm trên người, vì không phải tất cả các cái thiết bị mình có thể gửi check in được ha. Máy chụp hình vẫn có thể check in được, lát nữa Danny sẽ nói rõ hơn làm sao để check in cái máy chụp hình an toàn. Nhưng trước tiên thì là mình phải tính rất là kỹ các thiết bị thật sự phải carry on, là xách tay lên, ví dụ như những thiết bị như pin nè. Đây là một đèn Elling Chrome UV ha, cả một cái bình 400W rất là gọn, nhưng mà rất là mạnh nhưng mà cũng rất là gọn ha. Thì cái thiết bị này chắc chắn các bạn không thể nào gửi check-in được nếu mà các bạn trong đó có thiết bị pin. Khi các bạn bay, những cái thiết bị gì có pin là các bạn không được gửi check-in nha, các bạn phải cầm tay hết. Thì đây, điều đầu tiên các bạn nên ưu tiên các thiết bị có pin và pin to to như vậy cho cái việc xách tay hơn là máy chụp hình nha các bạn. Thì ở đây có những chọn lựa là: một, các bạn sẽ đem số lượng pin vừa đủ, hoặc là chỉ đem một pin phòng hờ, còn lại thì tới cái địa điểm các bạn chụp hình thì các bạn sẽ phải thuê cái cục pin này. Thì đó là lý do tại sao khi mà Danny lại phải sử dụng những cái đèn flash có thương hiệu như Elling Chrome Profoto, vì chắc chắn cái nơi mình đến sẽ có các thiết bị này cho thuê, và các bạn có thể dễ dàng ra tìm được những cái nơi đó để cho thuê một cách dễ dàng. Đây là điều quan trọng khi mà các bạn mua những cái sản phẩm đèn flash chuyên nghiệp ha. Và một điều nữa đó là khi bạn cầm một cái đống pin này nè, điều nguy hiểm tiếp theo là khi bạn đi qua khỏi cái cửa an ninh nha, thì một số nước sẽ chặn bạn lại. Thì nếu ở Việt Nam thì rất đơn giản, cười hè hè anh ơi, cái này là pin chụp hình thôi, không có vấn đề gì hết. Thì anh nói pin chụp hình hả, rồi thôi qua. Nhưng mà ở một số nước các bạn không thể hề hề và nói là pin chụp hình anh ơi, tại vì người ta đâu có biết tiếng Việt đâu, cho nên là phải nói tiếng Anh. Và nhiều khi cái nước đó cũng không có biết tiếng Anh, cũng không có rõ tiếng Anh, như là Nhật Bản, như là Japan chẳng hạn. Thì với những cái sản phẩm như là Elling Chrome của Photo thì chúng ta, thứ nhất đây là những cái thương hiệu lớn, và khi mà có sự cố, khi các bạn bị dừng lại an ninh, thì khi bạn mua sản phẩm này nè, nó có một cái tờ giấy certificate sản phẩm này ghi rõ thông số cho những người an ninh có hiểu được đây là cái gì, bên trong này có những cái gì, thì khi đó người an ninh nó sẽ dễ dàng cho bạn qua mà bạn không phải làm quá nhiều thứ ha. Hoặc là những cái thương hiệu này mà lớn thì họ có thể Google lên là thấy là search ra liền. Còn những cái thương hiệu không nhãn mác hay là hàng hóa Trung Quốc thì nó không có được sự tin cậy. Thì tuy ở Việt Nam thì không sao, nhưng mà khi bạn đi ra nước ngoài, đặc biệt bị đi ra ngoài sẽ là một cái vấn đề lớn. Nếu mà cái nước đó không biết cái nhãn hiệu này là cái gì và họ Google lên toàn là chữ Tàu không, họ đọc không hiểu. Đó là một cái lý do nữa là để sử dụng những cái đèn thương hiệu ha. Danny mua cái vali thiên tăng này đây là để vận chuyển các cái camera của mình. Thực tế ra chỉ là ở đi các đường bộ thôi, hoặc là đi máy bay. Tuy nhiên mà rất là ít, sau này rất là ít sử dụng cái những cái vali to như cái vali thiên tăng này, cho dù nó rất là ngon. Vấn đề là thường sẽ có vali này thì Danny sẽ ưu tiên nó là check in nhiều hơn. Lý do là tuy những vali này được thiết kế rất là tốt chắc chắn, nhưng mà nó rất là nặng. Bản thân cái vali này cân lên thôi thì chúng ta đã mất hết 6 kg, chúng ta chỉ có 7 kg mà đã mất hết 6 kg, thì chắc chắn không cách chi nào có thể để được cái thiết bị của chúng ta ở trên đây. Bỏ rất là nhiều thời gian nghiên cứu thì đã tìm ra một cái giải pháp rất là ok, đó là nhờ trợ lý mình đẩy cái vali nhỏ này. Đó, rồi, ok. Thứ nhất, Danny đã mua cho mình những cái vali nhỏ nhỏ xinh xinh này nè ha. Những vali này được thiết kế có nhãn hiệu đàng hoàng American Tourist ha. Có trọng lượng rất là nhẹ, chỉ có 1.8 kg thôi. Trước đây cũng rất là thích những cái vali nhựa, tuy nhiên những vali nhựa nó rất là nặng, đụng vô một cái là phải 3 kg trở lên, thì có nghĩa mình đã mất 4 kg ha. Và với những cái vali 1.8 kg này, Danny sẽ mua những cái hộc mút để cái thiết bị mình vô.
tùy cái thiết bị của mình mà Sony sẽ có cái hộp hút tương ứng để làm cái việc đó. Rồi, đây thực sự chỉ là giải pháp cho những cái chớp nhỏ, nhanh gọn lẹ các thiết bị. Vậy thì quay ra lại luôn là khi mà chúng ta lựa chọn thiết bị cho cái sự nghiệp của mình thì cũng rất là quan trọng. Đó là lý do tại sao Danny lại lựa chọn những cái chiếc mirrorless nhỏ gọn và chiếc như medium format này, GFX 100. Tuy là chất lượng medium format mà nhất gọn nhẹ, và cũng như việc lựa chọn những cái lens zoom cho những cái chớp travel nhiều hơn, vì là lens zoom sẽ nhẹ hơn rất là nhiều. Lens zoom F4 thì với là medium format thì có F4 thì nó cũng depth of field rất là mỏng, cũng không có vấn đề gì hết mà là tiện dụng nữa. Và tiếp theo, tại sao lại là lens zoom mà chúng ta cố gắng hãy vận chuyển với ít thiết bị nhất có thể. Ví dụ ở đây Dandy có lens 32, 64 và lens 100, 200, coi như đã cover hết được đầy đủ các cái nhu cầu chụp hình thương mại được rồi. Cùng lắm thì sẽ thêm một cái ống kính macro thôi. Thì ở những trường hợp này, nếu mà bạn bị quá ký trên hành lý thì mình có thể dễ dàng đeo cái máy này ở trên người và không vấn đề hết. Và cũng như cái lens này, một lens thì bạn có thể bỏ vô túi áo mà nó cũng như cỡ một cái lon nước thôi, thì mọi người cũng sẽ không có cái có vấn đề gì với nó đâu ha. Nếu mà trường hợp bạn quá ký, tránh là đem quá nhiều hành lý lỉnh kỉnh nhiều thiết bị ha. Đó, đơn giản nhất có thể, và đã sắm thì phải sắm đồ tốt nhất để đáng công mình vác, chứ vác một đống linh kinh lỉnh kỉnh xong rồi mình cũng không có thời gian để quản lý nó, cũng chết mình luôn. Thì các bạn tưởng tượng đi, các bạn sẽ phải tốn thời gian vận chuyển rất là nhiều tới nơi làm việc ngay tức khắc, xong sau đó sẽ bay về chứ đâu có đi chơi đâu. Cho nên là ưu tiên những thiết bị tốt nhất có thể với kích thước tốt nhất ha, phải tốn rất là nhiều thời gian research. Vậy thường thì Danny sẽ để những cái camera vào đây và laptop của mình là xong một cái kiện hành lý. Khi có sự cố thì có thể cầm laptop ở trên, vì laptop cũng sẽ là nặng cỡ 2kg. Và các thiết bị này đây, cả nguyên cái combo này sẽ là tầm 5kg, vậy cộng lại là đã vừa đủ. Và đặc biệt với việc vận chuyển pin, cái này, các camera thì bạn có thể còn đeo lên người được. Tuy nhiên với pin thì một người không thể nào cầm quá một cái được cái số lượng cho phép. Cho nên khi thật sự bạn phải cầm quá số lượng cho phép của pin một người thì tốt nhất hãy book thêm một vé máy bay cho người trợ lý của mình. Thứ nhất là bạn có thêm được một người phụ, thứ hai là để giúp bạn vận chuyển cục pin ha. Vận chuyển mấy cái cục này nó còn khó hơn cả vận chuyển cái máy nha các bạn ha. Nãy giờ là đối với hành lý xách tay ha, hành lý xách tay của Danny là gúm gọn chỉ là một cái vali này, thì lâu lâu thêm cái ba lô thôi. Ba lô thì chỉ để thật sự chỉ để cái áo gió rồi áo lạnh rồi cái gối để ngủ. Vậy thì khi mà Danny vậy những cái lý còn lại thì sao? Đó, nhiều người nghĩ là vấn đề chỉ nằm ở chỗ là tất cả mọi thứ này phải là phải cầm xách tay mà không được check in. Thực tế ra mà nói, Danny nói thẳng luôn là việc cái thiết bị camera và lens check in hành lý ký gửi á, nó còn an toàn và đảm bảo hơn, dễ dàng hơn, ít bị hư hơn là với những cái thiết bị đèn. Đó, ví dụ những cái bóng đèn này là thực sự vận chuyển đèn ca là cái khó nhất. Đó, vậy thì những cái nguyên lý nào để giúp cho chúng ta có thể vận chuyển các thiết bị dễ vỡ trong cái hành lý ký gửi mà vẫn được an toàn? Câu hỏi đó bản thân Danny đã tốn một thời gian rất là nhiều suy nghĩ về nó, là thắc mắc của mấy anh Tây làm sao mà ảnh có thể vận chuyển các thiết bị của mình và làm sao để cho an toàn. Thì thực tế ra ở trên thế giới, nếu mà bạn làm việc đủ cái độ chuyên nghiệp thì bạn phải hiểu rằng là chúng ta sẽ cần phải, sau khi mua các thiết bị đắt tiền của mình, các bạn phải mua lại những cái túi chuyên dụng cho thiết bị đó, cho cái việc vận chuyển. Đó là cũng lý do nữa khi mà chúng ta nên mua những cái dòng sản phẩm đèn mắc tiền của thương hiệu như Edenchrome for Photo, vì khi mua bạn đã được tặng một cái túi chuyên dụng để vận chuyển ha. Đây là một cái túi chuyên dụng của vận chuyển của đèn Edenchrome này. Vậy thì
cái túi chuyên dụng sẽ có lợi ích như thế nào và tại sao nó lại giúp cho chúng ta có thể vận chuyển thiết bị mà không vấn đề gì hết. Đây, ở đây Danny có rất là nhiều cái túi chuyên dụng ha, sử dụng rất là nhiều nhãn hiệu. Hai nhãn hiệu Danny ưa dùng nhất là Thiên Tân, Thanh Ba, Pelican. Vậy thì mỗi một cái túi nó có một cái điểm mạnh và điểm yếu khác nhau. Về cái vấn đề này, cái túi các bạn ở đây là làm sao mà chắc chắn an toàn được trong cái việc vận chuyển hành lý ký gửi. Thường chúng ta nghĩ tới là những cái sản phẩm của chúng ta sẽ bị quăng vật khi mà vận chuyển. Thì đương nhiên rồi, bạn tưởng tượng cái người công nhân bốc xếp hàng tại sân bay đi. Một ngày họ phải bốc cả tấn cả vạn cái hành lý thì họ không thể nào mà nâng niu cái sản phẩm của các bạn như là trái trứng được. Thì họ chỉ có vứt thôi ha. Vậy thì những cái tác động nào sẽ làm ảnh hưởng hư những cái thiết bị của mình? Đầu tiên nó sẽ có hai cái tác động. Các tác động mà hư nhiều nhất không phải là cái việc mà họ liệng cái hành lý của bạn đâu, mà là cái nguyên nhân hư sản phẩm nhiều, đó là cái việc bạn đóng gói sản phẩm không chắc chắn. Vì khi đó sản phẩm bạn ở trong một cái vali nhìn rất là kiên cố nhưng mà thực tế là không chắc chắn và bị dao động và bị đập qua đập lại như vậy, thì cái tác động này sẽ làm thiết bị bạn hư đó ha. Cho nên những cái thiết bị chuyên dụng như đây là một cái vali Ten 3 Danny mua để chuyên vận chuyển cái chiếc Mac iMac 27 inch và đã gửi hành lý ký gửi máy bay đi khắp nước ha. Này có dán rất là nhiều tem mạc, cứ mỗi lần đi là dán một cái ha. Thành ra là lại thì những cái vali chuyên dụng này nó được thiết kế ra là để khi bạn nhét cái iMac vô là cái iMac đứng cứng ngắc luôn, cho dù bạn cứ lắc bạn làm cỡ nào cái iMac sẽ không đập tới đập lui được. Thì đó là cái điều đặc biệt của những cái vali chuyên dụng cho những cái sản phẩm thật sự của bạn ha. Thành ra nếu mà bạn vận chuyển nhiều và đây là cái ngành nghề của bạn là làm nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp vận chuyển nhiều thì bạn phải sắm cho mình những cái vali chuyên dụng thôi. Đó, cái này thì có giá trị trên website là cỡ 600 đô chỉ chuyên cái bảo vệ cái iMac của mình. Có thể thời gian đầu nếu bạn nghĩ đây là một cái đầu tư nó hơi bị đắt vì mua cái iMac chỉ có tầm 2.500-3.000, quất thêm 600 đô nữa để vận chuyển mua cái túi đựng nó thì nó hơi quá lố thật. Nhưng mà các bạn hãy tính cái chi phí các bạn có thể tiết kiệm được khi mà các bạn vận chuyển cái thiết bị của mình. Nếu bạn không vận chuyển cái iMac tới cái địa điểm, ví dụ Danny có job chụp hình ở Hà Nội mà mình không vận chuyển cái iMac của mình tới thì tới đó mình phải thuê. Thì bây giờ cái chi phí đó thuê, thật sự thuê 2 lần, 3 lần là bằng cái chi phí của cái túi này rồi. Và cũng như cái túi này, xài năm này qua năm nọ không bị hư, qua đời iMac này, iMac nọ không có đọc. Apple có thể đổi cái model của máy đời 2017 hay là 2018-19 nhưng mà đời nào cũng nhét vô đây được hết. Thành ra là đầu tư một lần mà xài gần 10 năm lận thì rất là ngon ha. Ở đây chỉ bị chốc chút xíu là bị mấy em mèo ở nhà nó ngứa tay, nó cứ quặp thôi, chứ còn lại mọi thứ rất là ngon và ổn định. Rồi, đây là vali chuyên dụng của Danny để chứa cái iMac. Rồi, và Danny cũng tạo thói quen đó là sẽ cân hết chính xác cái trọng lượng của cái vali này khi mà để fully load các thiết bị vô, để mình biết được tính luôn là mình cần bao nhiêu kiện. Một mẹo nữa đó là khi mà bạn bay quốc tế nhiều, người ta sẽ tính kiện, mỗi kiện sẽ tầm 25kg đến 30. Các bạn mà càng qua khỏi 30 á thì coi như là người ta sẽ không nhận luôn. Thành ra phải cố gắng tất cả các kiện hành lý của mình dưới 30kg và tầm 25 là đẹp, và cứ bỏ thuê trả thêm tiền để mua cái những thêm hành lý ký gửi đi. Vì thực tế các chi phí đi cái trả tiền kiểu đó, trả thêm hành lý ký gửi sẽ là rẻ nhất cũng như là nhanh nhất cho các bạn nha. Vừa rồi là một cái vali được gọi là vali nửa cứng nửa mềm ha. Rồi sẽ có những cái vali như là cái túi Thiên Tân ở đây, cũng như cái túi mềm, cái túi này là Subcase của Elinchrom được tặng khi bạn mua đèn. Thì với những cái túi này đã thiết kế cho các sản phẩm để nhét hẳn những cái đèn vô, và khi nhét vô cái đèn nó sẽ không có rung lắc khi mà chúng ta vận chuyển đó, để giảm thiểu được cái hư hại của sản phẩm. Ngoài ra
ra bên ngoài cái túi sẽ có những cái lớp mút để giảm những cái chấn động khi bạn rớt nó va chạm liền ha. Thì đó, mua những cái đồ xịn tuy là nó có hơi mắc tiền một chút xíu, nhưng mà bạn hãy coi đến những cái phụ kiện đi kèm đã bao gồm rồi. Và ví dụ chiều nay Danny sẽ bay ra Hà Nội để làm workshop, thì Danny phải tính cách là làm sao mà đóng gói gọn nhất, vừa đèn vừa light modify, để tới nơi kéo bung ra là có thể sử dụng được ngay. Thì Danny đã sử dụng một cái vali. Đây là cái vali rất là thích của Danny ha. Nó gọi là Think Tank Production Manager 50, có thể là cái size bự nhất. Cái vali này các bạn gần như có thể để cả nguyên cái studio mình vô. Và có thể thấy cái túi Elinchrome nó đã chắc chắn lắm rồi. Và để thêm bảo vệ nó nữa, Danny sẽ nhét nó vô cái vali này và ship nó luôn. Thì như vậy sẽ rất là an toàn cho thiết bị của mình, được hai lần bảo vệ. Đó là với những cái thiết bị như đèn đuốc thì Danny sẽ cho cái thêm cái túi của nó đi theo và nhét vô những cái vali tốt hơn, để vali bự hơn và đều có khả năng bảo vệ chống sốc nhiều. Đó, đây là cái Think Tank Production Manager 5 ha, có thể để được nguyên cả cái system vô luôn. Thường bình thường tùy, nếu mà đi trong nước thì sẽ là gửi system, còn ra nước ngoài thì chắc chắn sẽ thuê cho nó nhanh chứ vác theo làm cái gì. Còn trong nước là vì nơi đến chưa chắc đã có những cái loại chân system theo mình mong muốn ha. Rồi đây, như bùng bùng nhét người vô cũng được. Nãy giờ nói chỉ thiết bị là computer, đèn đuốc. Vậy bây giờ khi nói tới những cái thiết bị mà các bạn bình thường sẽ là carry on, là xách tay, vậy thì khi check in thì sao? Thì các bạn sẽ cần tới những vali gọi là hard case. Những vali này rất là cứng ha. Và bên trong nó được cắt như đây là cái vali của Danny, được thiết kế cho cái gimbal Gonin M của mình. Và các bạn có thể thấy mọi thứ nó được có cái ngăn để đựng thiết bị đàng hoàng ha. Để vậy thì khi các bạn có bỏ nó vô đây, có rung lắc nó cái cách nào, nó cũng không có va đập. Cho nên đây là nếu mà khi mà bạn vận chuyển bằng bạn muốn vận chuyển check in những cái máy chụp hình của mình, thì bạn hãy sắm cho mình những cái vali Pelican, vali bằng nhựa cứng này, và cắt những cái miếng xốp vừa đủ cho cái camera mình để lọt thỏm vô, và lúc đó bảo đảm thiết bị của bạn sẽ không vấn đề gì hết. Những cái vali này bao các bạn đập liền chọi thì cũng không có vấn đề gì hết. Ngay cả cái này là sau bao năm sử dụng, cái chốt nó bị gãy luôn nè, mà cái vali không có vấn đề gì hết. Hiện tại thì cũng đã không sử dụng nó nhiều, cho nên là khóa nó lại bằng một cái ổ khóa ha. Rồi, đó là cách bạn vận chuyển những cái món hàng như là máy chụp hình. Nói đến đây nữa thì nhiều người sẽ nói là lo lắng là những cái sẽ bị lấy cắp đánh mất. Thì để chiến đấu với cái vấn đề này thì có một giải pháp rất là đơn giản. Thì thật ra mình phải nghĩ đến cái tâm lý của người mượn đồ của các bạn, đó là họ cần những món đồ càng nhỏ càng đắt tiền. Và nhỏ để dễ lấy chôm đem ra ngoài, chứ còn to quá thì họ sẽ không lấy. Vậy thì trường hợp của Danny khuyên nữa, đó là sau khi bạn đã cất các thiết bị con yêu của mình vô cái vali cứng rồi, khóa nó lại 4 chiều, xong rồi bỏ nó vô một cái vali khác, một vali bự hơn. Và chắc chắn là những cái anh móc đồ sẽ không có đủ kiên nhẫn và thời gian móc đến hai lần ngồi đó bỏ nửa tiếng đồng hồ, bỏ cái lớp 1 này lớp 2 kia. Và nên lưu ý là cũng không nên đóng gói quá 30 kg, chỉ được tầm 20 đến 25 kg thôi. Bắt đầu qua 25 kg là khó khăn rồi đó. Và bạn có thể tưởng tượng đi, nếu mà một cái người vận chuyển họ cầm hành lý lên, họ cầm hàng ngày và họ biết cái nào nặng hơn 25 kg, và lúc đó họ chỉ có quăng vật rất là mạnh. Còn với những cái thiết bị mà vừa đủ thì họ có thể là để qua từ từ hơn, và cái lực nó sẽ nhẹ hơn rất là nhiều.
và qua 30kg là các hãng hàng không cũng không có nhận vô ha. Lưu ý cái điều đó. Đây là vali thực tế mình đóng gói để bay ra Hà Nội cho cái workshop ngày 25 tháng 7 nha các bạn. Đây thì toàn bộ đây là có một cái line modify khủng, softbox 1m9 và 4 cây dù 1.60 cũng như 1.30 ha. Đây là những cái diffusion. Đó, cây dù 1.60 thì để một cái bên ngăn này. Rồi. Đây là cái đèn ELP để mình được mình đóng gói. Hai cái bóng đèn sau khi đã được quấn cái bubble wrap và để rất là chắc chắn ha, không có va đập. Rồi những cái phụ kiện như chóa đèn. Và đây là những cái áo quà tặng mình tặng cho các bạn. Và đây là cái túi chân máy mình đã để đây. Rồi, đây là cái túi Thinh Tăng Production 50 ha. Và bây giờ đây là cái vali sách tay của mình ha. Đã cố gắng rất là nhiều nhưng mà đang ở là 8kg. Thì chắc 8kg thì cũng sẽ ok thôi, không vấn đề gì đâu ha. Đây một body, một lens zoom, cái ống kính Tokina Opera là cái ống kính mình sẽ làm workshop, hai cái adapter, cái trigger, một cái đồ đo sáng ha, phần đèn thì phải có đồ đo sáng đi theo, và cái cục pin của EOB. Vậy thì toàn bộ ở đây rất là nhỏ gọn, sẽ không vấn đề gì đâu ha. Vừa rồi là các cái kinh nghiệm khi đi máy bay và vận chuyển thiết bị của mình. Thường thì Danny sẽ tính toán rất là kỹ cái địa điểm mình tới như thế nào, có thể ship hàng ra trước hay không. Ví dụ khi mà mình làm một cái job nào đó cần cái lượng chân đèn quá khủng, và cái chân đèn còn quan trọng hơn cả cái đèn nữa nha các bạn ha. Các bạn nên lưu ý điều đó. Những trường hợp đó thì Danny phải tính được cái thời gian shipping vận chuyển bằng đường bộ cũng như là đường xe lửa, để cho những cái thiết bị nó quá nặng, quá cồng kềnh, gần 1 tấn đó, đi bằng đường bộ tới trước cái ngày mình cần sử dụng, 2 ngày đến 3 ngày. Và khi mà bay ra nước ngoài thì đương nhiên bắt buộc phải thuê những cái thiết bị đó thôi, không phải cứ lồng vác lên cái những thiết bị đó đi theo nữa để làm cái gì. Và thật sự lúc đó mình phải tính rất là kỹ, mình sẽ phải cần sử dụng thiết bị đó bao nhiêu ngày, có đáng cái công mình vác đi hay không. Ví dụ như là việc thuê thiết bị đó, chỉ nếu bạn chỉ sử dụng cái thiết bị đó 1 ngày và cái tiền mà bạn vận chuyển cái thiết bị đó cũng bằng 1 ngày, vậy thì các bạn nên thuê nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Đó là kinh nghiệm Danny chia sẻ cho các bạn. Hy vọng các bạn có thể đóng gói tốt hơn trong cái việc vận chuyển của mình, và tính toán thôi là cái combo nào của mình để đừng có bị hư hại trong cái việc vận chuyển bay. Đương nhiên là cho dù chúng ta đã chuẩn bị kỹ rất là kỹ, nhưng sẽ có một số trường hợp những cái số ký nó bị dôi ra một chút xíu, 1 ký 2 ký, thì lúc đó chúng ta rất là cần sự thông cảm của các anh chị máy bay, chứ đừng có dôi qua gần 10 ký thì thật sự rất là không an toàn cho những cái hành khách còn lại của mình. Và tưởng tượng nếu như tất cả hành khách ở trên máy bay đó là nhiếp ảnh gia thì ai cũng vác dư hết 10 ký thì rất là nguy hiểm trên cái máy bay đó ha. Cảm ơn các bạn đã xem clip, nhớ like và sub để theo dõi những video clip tiếp theo nhé. Nếu có video clip này nó quá là xàm xí đú thì các bạn có biết có thể làm cái gì rồi đó, chỉ cần click là không like. Còn nếu mà đem video này hữu ích thì các bạn nhớ cho Danny một like nhé, và đừng quên sub. Xin chào và hẹn gặp lại.